Chào các bác nhá. Phụ kiện shop bán phụ kiện đồ chơi nhá, phụ kiện PCP. Gửi lời chào toàn thể mọi người. Trong chương trình quảng cáo sản phẩm YouTube hôm nay, xin giới thiệu với lại anh em, đó là cái mẫu bơm máy cao áp. Bơm máy cao áp nhập khẩu, hàng giá rẻ. Anh em vẫn gọi nó là bơm hiệu con hổ nhá. Hiệu con hổ có nghĩa là trên thân này, nó có phun hình con hổ, thì anh em hay quen gọi là hiệu con hổ. Nhưng mà thực ra cái đấy là do thương lái của Việt Nam mình đặt hàng và phun nó lên. Đấy, đợt này sẽ không có hình con hổ, mà bơm đợt này sẽ là bơm màu cam. Bơm màu cam nhé. Nói chung là cái này những cái chi tiết rất là nhỏ, tùy từng đợt hàng, mỗi đợt hàng có một khác. Nhưng cái đợt này thì là dây điện liền này, không phải dây điện rời nữa. Có nghĩa là dây điện liền mà dính vào máy luôn. Còn bình thường kia là sẽ là dây điện rời cắm vào cái lỗ bên sườn này, cái lỗ sườn này. Cái đợt này là lô hàng dây điện rời nhé, dây điện rời. Thì nói chung anh em nắm được rằng đây nó là cái bơm cao áp dạng máy, hàng nhập khẩu, giá rẻ các bác nhé, giá rẻ, giá hơn 3 triệu, giá hơn 3 triệu. Thế còn cái bơm mà bơm Johnson thì nó sẽ đắt hơn, giá nó hơn 4 triệu. Thì ưu điểm của cái dòng bơm này là bơm rất là khỏe, bơm khỏe cực kỳ luôn. Và đặc biệt nữa là nó có phụ kiện dễ thay thế cho các bác nhé, rất là dễ mua, dễ thay thế từ cả củ hơi này, từ củ hơi này, hoặc là củ đầu bò ở trên, hoặc là cả bộ đầu bò này luôn, các bác cũng sẽ mua được. Thế còn về phần cơ chạy quay ấy, thì nó là cuộn dây đồng. Có vấn đề gì thì anh em sẽ ra bên điện cơ là sẽ sửa chữa được. Còn về phần máy, phần hơi là rất là dễ mua. Đây, điển hình như bộ hơi này, nhá, bộ hơi này, hơi này, piston này, piston xẹt măng, nhá, piston xẹt măng. Tì nén, bên tổng xem bằng tì nén nhé. Rồi, thế rồi cái gói phụ kiện đi theo nhé, gói phụ kiện đi theo bơm máy. Mỗi một cái máy có một gói phụ kiện này thì cũng mua lẻ được các bác nhé, cũng mua lẻ thêm được. Đấy, các bác lưu ý, nó rất là dễ mua, có phụ kiện hay thế. Nguyên củ hơi đây, đây nguyên cái củ hơi, cả củ đầu bò, mình gọi là cái củ hơi của đầu bò, tay biên đây nhé. Và chỉ việc thả vào là ok. Đấy. Thế còn đối với bơm dương sim thì nó sẽ khó khăn hơn trong cái việc mua sắm phụ kiện. Còn bơm này thì mua sắm phụ kiện rất là dễ, mà bơm rất là khỏe. Nó chỉ có cái là nổ hơi to, tiếng ồn hơi nhiều một chút nhé. Đấy, đấy là cái bơm máy cao áp nhập khẩu, giới thiệu với các bác, hàng chuẩn rất là ok. Số lượng hàng thì có rất là nhiều, đây là bỏ một cái ra làm mẫu cho các bác xem thôi. Còn các bác hàng có bao nhiêu cũng được, bao nhiêu cũng có nhé, số lượng hàng rất là nhiều. Hàng ship COD đi toàn quốc, ship qua đơn vị Viettel hoặc đơn vị bưu điện. Các bác nhận hàng, bóc hàng ra xem và kiểm tra xong mới thanh toán tiền cho người giao hàng. Thì nguyên cái bơm này, đây là cái bơm nhé. Đây, bơm như này này. Đấy. Phụ kiện đi theo, phụ kiện đi theo của bơm này các bác nắm được luôn. Một cái máy hút nước để làm mát nhé. Máy hút nước làm mát các bác nhé. Đối với máy hút nước làm mát này thì nếu mà các bác có hỏng ấy thì cũng rất là dễ thay thế. Nó là cái máy, đó là cái máy mà hút nước ở trong bể cá nhé, trong bể cá cảnh ấy. Đấy, chính là nó đấy, rất là dễ mua thôi. Máy làm mát này, hai dây TO này, hai dây TO này, một gói phụ kiện đi theo này nhé, gói phụ kiện đi theo này, dòng phốt sim đầu bơm đầu van nhé. Đây, giấy catalog này và thông số sản phẩm này. 40 MPa là cái mức nén của nó, là 400 kg ấy các bác nhé. Dây bơm đây các bác lưu ý, dây bơm đi theo cái bơm máy nhập khẩu rẻ tiền này thì sẽ là dây bơm giống như thế này, gọi là dây bơm không có lọc ẩm, không lọc ẩm. Còn trường hợp nào các bác muốn dùng lọc ẩm to hơn như thế này, có lọc ẩm và lọc ẩm to này, thì các bác phải mua thêm nhé. Đấy, nói rõ ràng với các bác là dây bơm không có lọc ẩm nhé. Còn các bác muốn mua lọc ẩm to thì mua thêm. Còn bơm trong xin thì sẽ có lọc ẩm to cho các bác. Thế đây là phụ kiện đi theo chiếc bơm máy để các bác nắm được nhé. Bơm máy này, phụ kiện đi theo. Đấy, như vậy là giá sẽ là hơn 3 triệu bao ship đến tận nhà cho các bác. Nhận hàng, kiểm tra và thanh toán tiền. Thì bây giờ cái bơm này đóng trong một cái hộp giấy như thế này nhé các bác nhé. Thì tổng khối lượng của nó sẽ là 17 cân
Thì cái tiền cước phí gửi đi cho các bác nó cũng rất là cao. Thì đâm ra là các bác thông cảm, anh em trao đổi trước với nhau ấy, là các bác mua bơm máy thì các bác vui lòng mua một cái thẻ điện thoại 100.000 để đặt cọc trước cho shop. Đấy nhá. Thì khi mà nhận hàng thì các bác thanh toán tiền sẽ trừ đi 100. Cái 100.000 đặt cọc đấy là các bác phụ thêm cho shop vào cái tiền cước phí gửi trong những cái trường hợp mà giao hàng không thành công, có nghĩa là các bác từ chối nhận hàng đấy. Đấy đấy, các bác lưu như vậy nhá. Thế còn những mặt hàng khác nó nhẹ, nó đơn giản hơn, ít tiền cước thì không phải đặt cọc. Cái này thì cước rất là cao, tiền cước là tới cả 200.000 cơ. Shop thì lấy trước cọc 100.000 thôi, các bác lưu ý kỹ nhá. Cọc 100 sau sẽ trừ tiền lại cho các bác. Hàng thì ship sale đi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền. Đấy, mọi thông tin và cái bơm máy này, phụ kiện đầy đủ, các bác muốn mua thêm cái gì thì có cái đấy nhá. Mọi chi tiết thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại ở bên phía dưới màn hình nhá. Các bác liên hệ trực tiếp các số điện thoại bên dưới màn hình. Rồi, xin cảm ơn các bác nhá. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhá.